Do là chín giờ. Úi dồi, bánh tráng cả. Nhìn ngon nhỉ. Đấy, cái khâu vỏ vầy con này nó chín ở bên trong này. Chín rồi. Khâu đỏ, đùi vẫn đỏ. Đi ra đi đâu câu xuống. Xử được rồi. Qua thì bây giờ đi đâu cám. Chín nó về nhà, văn hóa nhá. Nói chung là xẻ thịt ra ăn lớp bên ngoài chín rồi, lớp bên trong chứ ông này không ăn. Không, thằng này không ăn để tôi ăn. Không ăn được. Lên cá mà chị ăn. Đấy rồi đây. Mất sông luôn. Ăn được ngon không chim? Ngon đấy. Không ngon đấy. Không quay mặt bạn à? Quay rồi. Chín không? Chín không bạn? Chín đấy. Quang xin chào con đi Quang. Chín hết rồi đấy. Đúng vậy, như kiểu nướng dê đấy bạn. Đây, giới thiệu với các bác, đây là bọn này nhóm gì nhỉ? Nhóm lớp gì? À mấy? Những thanh niên xa ngã. Nhóm lớp A7 ở trường Phan Văn Thụ cũ nhà. Lớp A7, A5. A7. A5 cộng A2. Đấy. Cộng giỏi vết này. Đầu bếp đây. Trăng 52. Ăn uống bia rồi đặt nó lên đi bọn. Bia nào cho. Sao ông không ra sớm mà để bọn này nó mò mẫm mãi. Cái lưng à. Đọc cái lưng đi ông ơi. Đọc cái lưng. Lưng nó có cái đéo gì. Lưng nó có cái da. Đọc cái lưng có cái da ngon, đọc cái lưng đi. Đây là món gà nướng. Nó đang lọc các bạn ạ. Đang lọc. Có thằng biết làm thì giờ nó mới ra. Xin giới thiệu bà con, đây là bác sĩ ạ. Phẫu thuật giải phẫu đang giải phẫu gà. Chào các bác. Thời gian học hành y. Hạnh phúc. Đấy học đấy. Điện chuột đá. Cái này ngày xưa đúng phải học y đúng như vậy. Này ướp cái gì Sim? Phải ướp cái gì, những cái gì? Cái này thôi, ướp tỏi. Thôi cho vào đi, chiến trước đi. Ngửi có cái mùi như mùi gói ấy à? Gói ướp sẵn à? Đấy, có gói mùi ướp sẵn. Trời ơi, các bác thấy không? Được phết nhờ anh em này. Chiến đi. Cánh nhà, cho nó cánh. Cô đấy. Đây là món gà nướng, đang nướng ở cánh đồng của bác. Ở kia về làm miếng này. Sông. Bọn trẻ con đang đi đâu? Ai, mấy đứa ơi, về ăn gà này. Đi ơi. Lê dẫn em ở đây ngã bây giờ. Cho cục đá để đóng bia đi nhỉ. Cho làm miếng gà sẽ là trình độ nướng gà của anh em nào ạ? Chấm ít cột canh. Cho thêm tí đá và cho thêm bia. Ngon tuyệt rồi. Uống đây, uống đây. Ngon tuyệt vâng. Ngon lắm không ạ? Đâu ngon, ngon tuyệt vời. Ngọt quá. Cái ngon lắm. Bật ít thôi nhá để tao tây cho. Không bia. Tao mở bia cho. Không ăn đi Chung. Ông nào chiến quả lon ở đây? Tôi đấy. Không à? Đẹp phết rồi. Đi thôi, đập chế cháo quá. Đâu đủ chưa? Đục lon rồi uống. Mát phết. Rồi. Ngày đây nó còn chưa ấy này này. Có cái ớt này ngon phết. Sim này ăn hàng giờ. Ngon thơm hết. Nào anh em vô cái nhỉ. Ngon. Đấy, đây, anh em kia về đen gà đi. Tí ơi. Về bố cho miếng gà này. Tôi dùng đến gì nữa. Thằng cu đây này, thằng Nam. Rồi. Nam cái trong nhìn nó chán rồi. Không ăn à? Tí ăn thử miếng đi. Không à, ăn quả dưa chuột no rồi gì. Chiều này còn dạng vịt không nào đây ăn. Lê không ăn à? Ăn đi. Vịt thế rồi vịt còn bón. Ui. Hai. Chúc sớm đi Hà Nội nhá. Đi gì tháng sau. Đây là đang đợi ăn chuột. Nhưng mà không phải mình uống Coca đâu. Không phải làm chúng đẹp đẹp đi tí xem nào. Đấy, ông cứ ăn em ngon không? Không biết món. Không thử nào. Phát biểu nào, thấy các chú ăn nướng được không? Bây giờ tí kêu tí không ăn à? Tí không ăn, làm quả dưa chuột rồi. Bây giờ muốn nhanh thì cứ mua cái này. Ngon phết. Này, đẹp chưa? Có tí nhà chú đẹp. Các bạn nhá. Ừ, nhưng mà thôi, nó không vào đấy được đâu. Không vào đấy được đâu. Xoáy cái này đi cho nó. Thấy chưa? Nhẵn thín. Luộc mề đấy à? Như ông xoáy. Cháo với nước đi. Đang tủng xẻo hơn gà các bạn. Ông lấy chui như ông xoáy thì ông có tác nướng đâu ăn lên đấy. Chui đây này. Cái này nó bẩn. Gà này gà lại chọi luôn. Chọi đấy. Nó chọi à? Hay lai? Chọi đấy. Chọi luôn á. À? Mày nãy nhá, người ta mới bác đi kịp. Ngon phết. Ê mấy anh em ơi, đừng vào bãi cỏ nhá, rắn đấy. Đi ra ngoài đấy.
đến đi kêu ủi ủi gà giờ quá bắt lắm. Chú cứ làm tí. Con lên một đây. Gà đấy bắt tí. Chú cứ làm bãi thóc à cái gì ta thóc. Gà. Nghe ăn cái con gà nó nằm mẹ lên trong cặp trăm mạnh hai con gà. Ông cứ làm khó bắt lắm. Trộn ngon. Ngon anh em ạ. Cái đá này. Ông cứ để cho tôi vào bắt ra thì không cần gì thóc. Đây nữa không? Thôi, để cho nó lại nhạt. Bạch Giang bạn uống nhiều vậy, sợ nhạt. Ngồi ngoài cánh đồng mà nhậu thì hết nút nhỉ. Ngồi nhiều mà mát. Bờ sông. Nơi đây mình đoạn mấy thằng bắn đi thôi. Như người rừng luôn. Đây các bác thấy view ở đây được không? Anh em tôi câu cá ở đây nhưng mà không được con nào. Bãi câu à? Ôi dạ. Chia lòn nha, mấy ông chia lòn nha. Lòn phết đấy. Thì chia bằng cái lòn mà mấy trẻ con không ăn rồi, mãi chơi. Có quả này cần hết. Thì ăn cái loại này. Ông ăn tốt hồn vậy. Cánh kìa, cánh kìa. Không, một cánh áo xương. Đâu rồi đó. Ông lừa ông chặt mấy cái cỏ đây. Chim ướp gà à? Kia nước. Chưa không? Vừa á. Quá vừa. Cái này, đầu bếp chuyên các nhận. Bạn có biết cái này ngon ở đâu? Không phải ngon do tay thằng ướp đâu. Mà do tay thằng mua gia vị ướp. Tưởng do ngon thằng do được thằng bắt gà chứ nhỉ. Thằng bắt gà thì nó đang ở nhà rồi. Thằng bắt gà nó ngậm thôi mất mẹ mới rồi. phải nhận được đừng vứt để cho anh em đâu để mua tiền để ăn mà nghe thôi bôi cái đó không đúng rồi ăn được cái này hôm nay thùng bia các bác nhỉ. Đâu anh em mới uống đi không là không hết bia đâu. Ăn ít thôi. Anh em đi cứ thẳng đường rẽ xuống sông được. Thứ nữa là về loạn trạng nhỉ. Đi xe máy vào sông ngu cực. Thôi làm lon bia ở ngoài mát. Đi vô. Ăn này ăn da ngon nhỉ. Ngon nhất phần da đấy. Mẹ chở có tải. Xong ra thì mẹ toàn chỗ bãi vũng lầy thì mẹ thì nó chẳng xa lầy. Đi nó phải lách làm phần này quá thì nó mới qua được. Ông cứ kéo ì máy thôi cuối cùng lên. Ăn ngon tạm được. Này là quá ổn rồi. Chim lát đầu tư ra mua uống em mấy lít ra mua con cá móc vào câu. Tưởng món ba nào không món. Móc vào xong rồi lúc thả xuống nó sổng nhỉ. Chim nó quen đây ra ngoài nó có dấu vi nó to để luôn ở đây nó. Ra con cá nướng luôn à. Cá sông không bán giá cao. Mày bạch đàn này nó cắt đi rồi mà nó lại mọc lên. Có chứ. Bạch đàn này mọc nó lại mọc. Mỗi keo là cắt không lên. Mấy năm cắt một lần nhỉ. Keo cắt không lên. Con cá sông 5-6 năm cắt lần. Nhìn nó cắt ngay. Nó to được. Cá sông nhìn ra sim ra hỏi năm nó bắt đầu mang về đây nướng. Nào nó cũng nhiều của khoai này. Xuống lên con đi. Cắt bia đây. Hết mẹ bia cho lon này. Ngay lên còn tháo nốt hết còn này. Xuống lên con. Lấy đi chứ. Cái lon này lon giả của thằng Kiên này, đứa lon khác mới. Lon giả của tao. Ôi, uống lon bia mà phê phê đấy. Mấy anh em kia không ăn nữa à? Có ăn không? Cho ít đá với bia nhỉ, hết bia. Mày đã chơi. Họ đắt tên Quang nha các bạn nhé. Trần Đại Quang. Đắt chi, đắt chẳng nữa. Không, đấy, ra uống bia đi. Trần Đại Quang ơi. Giò ra. Úi giời, bánh háng ra. Đá đi, đá. Nhìn ngon nhỉ. Đấy, cái khâu vào vậy, con này nó chín ở bên trong này. Chín rồi. Khâu đỏ, đùi vẫn đỏ. Đi ra, đi đâu câu xử được rồi. Qua thì bây giờ đi đâu cả. Tí nó về nhà, để văn hóa nhá. Nói chung là xẻ thịt ra ăn lớp bên ngoài chín rồi, lớp bên trong thì nữa ông nào không ăn. Không, thằng nào không ăn để tôi ăn. Không ăn được. Không bỏ phí đi. Không, cái chân mình không lấy được đâu. Ngon rồi, nướng này khỏ. Chưa chín đâu. Chín rồi. Đúng không ăn được đâu. Không ăn được à? Ăn được thôi, không ăn được đây. Chân mình mang về cho chó. Rơi dép kìa. Thằng nào ấy đi, đây, bật nó. Nướng à? Nướng ấy nó đi xem, xẻo nó đi. Ui. Tôi quang ơi, mày bây giờ mày ra mày xẻo đi cổ luôn. Cái bẩn thôi. Kìa, chấm đất rồi. Không sao. Chứ không thằng nào biết xẻo đâu. Đây. Để cái đầu đây. Xé đi anh em ơi. Đây cho bốc cho nó khỏi dính.
ăn cái cổ này cái ngon. Xé đi, xé đi. Nóng quá. Dao đâu đâu. Nhìn sim giống người rừng phết này. Này mà người rừng. Đi à, ném vào đây này. Ném đây. Xé đi, xé đi, xé. Ném vào đây. À, xé đi. Ném vào đây, ném vào đây. Ngon, đúng không? Ấy, xé ra vậy là ngon ạ. Cá lít không không trên mấy phút. Nó ném cục đá vào kia lần bia. Thôi cục đá không sao, cốt đừng cục đất rồi được. Nó cục đất đi chứ. Thôi không ném linh tinh nữa. Ui xà, lòng chín rồi này. Chín lòng chín lòng chín. Tôi hút của chú nha. Thấy nhá. Cháu biết một một người chú một một lai ào, không lai đấy. Bỏ vào cái lò này. Chú biết nào không? Tầng này thì nghĩ là cái lò coca đéo hết rồi. Ui dạ. Có cái này ngon nhất thằng nào chia nhau nhá. Chia ra, cắt ra. Tôi nhường công hết thịt. Ông ấy mới già này. Xin mời, chấm đất rồi này. Xong. Thế, xong. Ông quay cắt vào trong thôi mẹ đất. Theo cái miếng này để đánh dấu. Thôi đợi nướng tiếp này quán. Sao mà nướng tiếp này. Không phải nướng đâu. Phải nướng chín rồi. Chín rồi. Uống anh em ạ. Vinh nhiều cốc Vinh đâu. Tay thằng Nghĩa rửa chưa. Người rừng. Gần hai cốc này đấy ông ạ. Em đuổi cái này cái đùi chưa chín rồi. Cái chín nào cao. Cái đùi chưa chín. Chín rồi. Ông luộc như vậy thì đến như vậy thì chín rồi. Sai rồi. Sai rồi. Cái kia cái máu đuôi đi con kia bật giữa kìa. Cái để đấy ở bên kia mà. Chúng qua sai rồi. Dựng cái lên thôi, dựng đứng đứng người lên. Úp cái mặt bụng nó xuống ấy. Có hoan gà. Không. Xin cho vào rừng ở được đấy nhỉ. Ông quay cái cảnh khác cái cảnh năng bóc lên trong nhìn. Cảnh này là cảnh phải quay lại này. Về ăn trong, mà. Trong cái suy nghĩ mình ăn mình vẫn tin tưởng tay sim rất là sạch. Sạch nhất chỗ này. Về đi nướng lại. Cái này đi Quang. Không, không cứ để đấy, không phải nướng. Không ăn thì có để đấy. Ai chê sống thì kể đây để đấy. Đừng cứ đổi đừng bóc ra nữa kệ đấy. Ăn đi bọn mày. Mấy đứa này ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Xuyên tiếp đi. Chín rồi. Rửa tay đi, tay bẩn. Miếng da. Cái miếng phải rửa da. Rửa tay này. Làm miếng da. Rồi. Mở con miếng da nhá. Không mình nướng gà gà. Nhanh chín thì nó ngọt. Không ngọt đúng không? Ừ. Uống đi. Ra ngoài. Có một thùng bia mà mãi chưa hết. Mày tính nghe mồm phải kiên. Không có. Quả gì á? Quả nhạ. Ngọt. Đây là món gì vậy các bác? Đây, quán xương gà hả? Xương gà gác bếp à? Xương gà treo nhìn như cá rô phi ý chứ. Ngon này, toàn những cái xương đúng không? Hết rồi các bác, còn những cái đùi này. Anh em đang xé nốt. Thằng nào gói đầu. Anh em hết bia chưa? Bia còn bia à? Vẫn nó còn đôi 4 6 7 lon. Sắp giải tán rồi ạ. Đưa cho bạn luôn nữa đi. Trời đẹp quá. Đánh nó anh em uống nốt đi. Ôi, uống nốt này thôi. Ôi sao con ruồi không này này. Đổ đi này em mới. Ai còn đây. Cái kia đứng chân ngon đấy. Cái gì xèo xèo ấy nhở? Chân đấy. Chân à? Ấy cái tầm này kêu to thế. Nó phải chín nữa. À, sim. Uống em. Đây. Uống đi. Anh em. Uống bia chỉ biết no à. Các bác nha. Gần biết say. Tôi hút thuốc rồi mà tôi bật lửa. Lửa trong bên đây. Để xem được. Các ông đây. Các ông lấy bật lửa bật. Xài quá rồi.
tôi uống, tôi có uống bị dùng bệnh sao được, không bao giờ biết cái thuốc.